Xin chào các bạn. It's Monday. Trời Cali thì nó đang bị mây mưa. Mùa mưa còn ráng dính, gọi là còn ráng gắn ghiếu lại một vài ngày mà. Mùa này allergy. Sáng khoảng 4 giờ sáng ắt xỉ trời tới sáng luôn, giờ phải chạy đi mua thuốc. Chiến tranh. Mỹ bắn cho một tăng rồi cái ngưng luôn, rồi từ giờ tụi Nga hâm qua hâm loại. Tình trạng chính trị bên Mỹ bên rất là chưa từng thấy tệ như bây giờ. Chứ bây giờ tổng thống với lại ông sếp của FBI là sếp của một cái căn cứ về điều tra của nước Mỹ trong nội bộ á, cũng là CIA là international, là về quốc tế, là tình báo quốc tế, còn FBI là thuộc về trong nội quốc. Ông bị Trump đuổi xong rồi, bây giờ ông viết cái sách kể lại những cái rất là xấu xí của ông Trump. Trump mỗi ngày ông nổi giận đến nỗi mà một ngày ông tweet, ông viết lên cái tweet khoảng 6-7 lần là chửi. Chưa từng thấy tổng thống hồi đó giờ chứ ai mà như ông nội này. Chuyện khủng hoảng trên thế giới không lo, mà lo hay mà ai nói xấu ổng là ổng tức giận chửi. Từ ngày mà bị Obama chơi một cú ở cái tiệc tiệc vui mừng á, chơi xỏ một cái hông ổng tức ngói máu tới phải chạy làm tổng thống rồi. Chửi ai chửi cũng chửi, nhưng chỉ có thằng Putin với lại thằng cái con nhỏ đóng phim X là không không dám đụng tới rồi. Còn ai mà đụng tới là ông chửi. Và ngộ chính trị ai cũng có cái lối nhìn khác ấy. Mọi người nhìn và nhìn ổng vậy mà ôi thích mình thấy tệ quá. Nhưng mà để ông yên làm 4 năm tổng thống rồi bầu cử lại cũng khổ nữa. Ông đâu mỗi ngày nào cũng gây sốc hết, có ngày nào ông yên đó. Impeach Clinton qua cái vụ ngoại tình. Và bây giờ thì ok với Trump cái vụ đủ thứ chuyện hết. Nói ra là cái đó là fake news. Trừ bác nghĩa là họ chỉ muốn nghe những cái gì họ thích. Anyway, mình thấy tổng thống bầu lên thì cũng phải chấp nhận cái ông tổng thống đó để cho ông làm chuyện quốc phòng rồi chuyện kinh tế, nên thấy cha nội này nó làm
đâu có làm gì đâu, tối ngày cứ đi chửi bới suốt ngày thôi. Anyway, that's it. Thấy tin tức sôi nổi quá, mình cũng lên nói vài câu vậy thôi, với mình cũng có thích góp ý kiến về chính trị. Tin tức bây giờ đang sôi nổi giữa ổng với lại cái ông FBI. Trên lịch sử thì chưa bao giờ có những cái chuyện như vậy. Thôi, giờ mình lo cái vụ mua thuốc về đo máu rồi đi bộ. Chuyện chính trị từ từ nó cũng xảy, nó cũng qua. Đó là cái hay của nước Mỹ. Dù cái ông này có cái cà chớn như thế nào đi nữa thì 4 năm, 8 năm ông cũng phải xuống thôi. Hôm nay có đủ thứ hết, mưa rồi cái sấm sét nữa. Cali ít cái bị sấm sét lắm. Rồi cái ngồi cái mình thấy động đất. Mà lúc mưa thì cái khu mình không có bị mưa đá, nhưng mà mấy cái khu khác cũng gần đây thôi, không bị mưa đá quá trời luôn. Mình có bỏ cái video vô coi cho các bạn coi nè. Đấy. Thấy không? Lúc trước mình cũng có ở nhà, mình cũng có thu được một lần, nhưng mà cái video đó cũ lắm rồi. Động đất, mưa sấm sét, rồi lại mưa đá nữa. Wow, đủ thứ hết. Bây giờ thì lại là khô rang. Nhìn thời tiết thì nó đoán là bắt đầu hết mưa rồi. Tới làm cái ầm ào ào cái sông. Giờ đi rước mấy nhỏ, hai đứa kén ăn quá, bây giờ riết mình cũng biết làm cái gì cho tụi nó ăn nè. Chút nữa rước xong hỏi nó muốn ăn gì. Giờ này học sinh sắp về, thấy không, có school bus. Chiếc BMW này lão vậy, nhìn giống như là cái station wagon. Lùng lùng. Chiếc này ít cứ thấy rồi nhà, chắc nó nhập cho nó đem nhập vô hay sao. Buốt cái đầu vậy, nhức đầu vậy. Nhìn
trời mây gì có thể nó mưa chút xíu nữa đó. Thêm một cái nhà lại để bây giờ bán nhà lên quá xá lên, bà con bán kiếm hốt tiền lời bỏ đi tiểu bang khác ở. Đây có cái trường High School Piedmont. Mấy đứa nó không có học trường này, học trường bên kia, Independent. Okidoki. Mình rồi mưa vậy chắc không có đi bộ rồi. Động đất có 3.4, 3.9, 3.4 gì đó. Thường thường vậy là mấy cái đồ này đổ xuống. Nhưng mà nhà ở khu này người ta đề phòng là đâu có ai. Bà để chắc mấy cái đồ lên tủ cao hay cái gì đó, nó dễ đổ, nó dễ ngã phải không. Lâu lâu là động đất à. Động đất mà mình cảm được á. Còn mỗi ngày là ở dưới đó, dưới lòng đất nó có hết, nó có động đất mỗi ngày luôn á. Nhưng mà nhẹ mình không có cảm thấy được. Hồi sáng này là ở Alum Park, là cũng gần đây lắm, cho nên mình ngồi trên giường, vừa ngồi xuống giường cái thấy nó rung rung rung. Bốn chấm là bình thường quá. 5.5-6 chấm là bắt đầu mới đổ mấy cái tên mấy cái đồ trong chợ mới đổ. 6.5-7 chấm là bắt đầu hơi nguy hiểm. 7.1-2.3 là bắt đầu, đó là bắt đầu có thể sập cầu. Nên các bạn nhìn thấy nhà cửa ở đây nó nhà trệt không à, nhà là cao lắm thì 2 tầng thôi à. Cất cao quá không tốt. Với lại mấy cái building mà gọi là commercial building đó là để kinh doanh đó thì nó cũng không có cao lắm. Ở dưới downtown là cao như 10 tầng, 15 tầng là cao. Mà nó có thiết kế để mà chống động đất á. Dưỡng lắm, phải dưỡng chắc lắm nó mới cho cất lên trên 10 tầng, mười mấy tầng. Ok, mình tạm chào đây nha, mình ghé đây chút xíu, chạy bằng nhà băng, deposit. Giờ nó mưa đá xuống rồi các bạn. Mưa đá. Wow. Vừa nhắc tới mưa đá cái nó mưa cái rào xuống chút xíu qua đây. Nhưng mà cái hạt nó nhỏ quá nên nó vừa xuống nó tan ra liền. Mình quay chắc cũng nhìn không rõ lắm. Ở Việt Nam có bao giờ thấy mưa đá đâu, không chắc không có, chắc ở miền Bắc thì có. Lâu thiệt lâu mới bị mưa đá một lần. Thời tiết mà nó lạnh mưa xuống là nó sẽ đông đông đá liền.
có chút xíu hết nè. Bữa nay đủ thứ chuyện hết vậy. Mấy bên đây trời nắng chang chang, mấy bên đây tối thui. Không đi bộ thấy ngứa chân quá. Biết phải chi nó tạnh mưa chút xíu đi bộ, chắc tối có thể. Bữa nay thấy hơi lạnh, giờ là 55 độ F là nhiêu? Chắc khoảng 16, 17 độ ha. Nhìn bầu trời thấy mây xám xịt thấy ghê quá. Người ta khi mà trời nóng hầm, người ta nói cái thời tiết là thời tiết động đất, nhưng mà cái đó không đúng. Đất nó cứ khi mà nó sụp cái là nó động đất thôi, chứ còn không phải thời tiết ảnh hưởng cái động đất. Bởi như bữa nay trời lạnh, mưa thunder là sấm sét mà nó còn động đất nữa. Cứ mỗi lần mùa hè trời hầm hầm ấy, người ta nói động đất. Ok, không có gì xảy ra hết, thôi mình tạm chào lại. Không biết trời lạnh hay là tại vì bị allergy. Bây giờ thấy ngứa mũi rồi, sửa mũi. Ai, khổ thiệt. Không lẽ bệnh. Lạnh, hồi nãy mình thấy lạnh. Tin tức nóng bỏng hả? Đủ thứ chuyện hết. Biết các bạn có theo dõi tin tức bên Mỹ không? Tổng thống Mỹ giờ ngày nào cũng tạo tin, tạo sốc hết mà. Đọc riết là choáng váng luôn. Nói tóm lại thì cũng không có ảnh hưởng lắm đến cái việc hoạt động hàng ngày của mình. Nhưng mà nói về cái kinh tế tương lai rồi thì nó cũng có ảnh hưởng, tại vì mình có invest tiền ở trong stock market. Mỗi lần mà tổng thống Trump mà gây sốc một cái nó xuống cái ào, cái nó lên cái ào, cái ghê thiệt. Nói mưa chứ cũng tạm ngừng rồi, thôi ráng đi chút xíu. Nhìn bầu trời, kệ, cứ ráng đi một chút cho nó khỏe. Mưa mình đi cái vòng gần á, nếu mà nó mưa xuống mình chạy ra xe. Thôi mình đi bộ chút nha các bạn. Ủa, có cái con gì đây, chìm quá to, còn kênh kênh. Nó bay rồi đấy. Con nhìn cái đầu nó giống như con kênh kênh á, không biết phải không. Ok. Trời mới mưa xuống, không khí rất là sạch luôn. Đi bộ rất là đã.
mình đi một tăng rồi, bây giờ mình ghé bên bờ suối nhìn mấy con mấy con vịt. Phải chi mà nó gần nhà hơn chút nữa mình đi bộ ra được á. Chiều chiều mình xách cái ghế ra ngồi uống trà nhìn vịt. Đi xong tăng thấy nó khỏe, nhưng mà sao tự nhiên mấy lúc này mình đi mình thấy mỏi chân quá, không biết sao nữa. À, thường thường mấy con vịt này nó có cặp hết, mà sao cái đàn này có ba con lẻ loi vậy ta? Hai con mái, một con trống. Thôi, đi về xe, đi lái xe đến trường, ngồi chờ 5 phút, chở mấy đứa đi về. Ghé suối chút xíu vậy mà thích. Ghé suối nghe nước chảy ríu ro, thư giãn. Đây, ok, thôi mình đi. Đi mua vịt quay cho nó gọn, vịt quay về cho nó ăn với cơm hoặc là bánh mì.